Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 25 tháng Chạp. Cách đây 2 ngày, chúng ta đã đưa ông Táo về trời để báo cáo tình hình ở dưới trần gian này. Chúng tôi, Nguyễn Hồng Anh của tvtsonline.com.au, chúng tôi xin báo cáo với quý vị về cái tình hình ăn Tết ở tại thành phố Melbourne này. Cách đây 2 tuần đã có 2 buổi hội chợ Tết, một ở Sanborn và một chủ nhật gần đây là ở Footscray. Và hôm nay là hội chợ Tết ở Richmond. Tên chính thức của hội chợ này gọi là Vietnamese New Year Festival hay là Vietnamese Victoria Street New Year Festival. Victoria Street là con đường mà chúng tôi đang đứng ở đây. Đây là con đường nổi tiếng nhất của người Việt Nam tại thành phố Melbourne này. Và con đường này đi lên phố chỉ mất chừng khoảng 500 mét hoặc là một cây số là chúng ta đến ngay trung tâm thành phố Melbourne. Và trước mặt quý vị, thưa quý vị, đây là cổng, tiếng Anh gọi là Victoria Street Gateway, là cái con đường từ đây chúng ta ra khỏi thành phố Richmond này và đã lên phố hoặc là trở ngược lại vào trong trung tâm của Richmond. Nhưng mà tôi thường gọi, tại vì tiếng Anh nó khó dài quá, tôi gọi cái cổng này là cổng Lạc Việt. Tại sao gọi là cổng Lạc Việt? Tại vì thưa quý vị, mặc dù chúng tôi đang ở Úc, nhưng mà cái cổng này là biểu hiệu của Việt Nam mình. Một cái cổng, tôi nói có thể nói là trên thế giới này không có cái cổng nào mà nó mang ý nghĩa rất là Việt Nam, rất là Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, cái cổng này có hai cái chân, có bốn cái chân đó là, với là hai cái đầu đó là hai con chim lạc. Chim lạc đầu cành nam. Chim lạc đầu cành nam luôn luôn nhớ về nước Nam của mình. Và con chim lạc này, bởi vì chúng ta đang ở dưới phía Nam thành thử, bây giờ con chim này nó hướng về thế này thì về hướng Nam, nhưng mà đi hướng lên là hướng này là hướng Bắc. Hướng Bắc là hướng của đất nước Việt Nam chúng ta. Ngoài hai con chim lạc thì chúng ta có chiếc thuyền ở trên. Chiếc thuyền đó tượng trưng cho người tị nạn. Chúng ta có khoảng gần 1 triệu người đi vượt biên bằng thuyền. Và quý vị có thấy có những cái vòng tròn nhỏ nhỏ đó là cái gì đó? Đó là cái trứng. Chiếc thuyền này mang theo 100 cái trứng, tượng trưng cho cái biểu hiện của người Việt Nam mình, con rồng cháu tiên, tức là mẹ sinh 100 trứng. Và thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Richmond này, chúng ta có hội chợ Tết và còn 6 ngày nữa thì chúng ta sẽ đến ngày Tết, ngày mùng 1. Tết là tiết, là cái thời gian, là sự giao hòa giữa trời đất với con người, giữa con người với nhau. Tết thường tiết ở bên Việt Nam chúng ta thì nó vào mùa xuân, nhưng mà chúng ta đang ở Melbourne này thì nó lại mùa hè. Tuy nhiên, không gian không thành vấn đề, chúng ta đang ở Úc. Vấn đề mùa hè cũng không thành vấn đề, chúng ta đang ở mùa hè. Nhưng mà thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam ở đây, ở nước Úc này, trên 200.000 người. Cộng đồng Việt Nam ở thành phố Melbourne này khoảng 80-90.000 người. Luôn luôn nhớ về quê hương và luôn luôn mỗi năm đều có cái lễ hội Tết để nhớ, để ôn lại cái lịch sử của mình, để vui chơi vui xuân, để mình duy trì lại cái nền văn hóa của Việt Nam. Thưa quý vị, lát nữa chúng tôi sẽ mời quý vị đi xem những cái sinh hoạt ở đây. Có cái khán đài chính, có nơi người ta đọc diễn văn, có thị trưởng, có dân biểu, có thượng nghị sĩ tới đọc diễn văn để chung vui với cộng đồng Việt Nam ở đây. Và quan trọng nhất là có rất nhiều cái sinh hoạt, có chừng khoảng, tôi nghĩ là khoảng 50-60 cái liều ở trước mặt tôi đi về hướng này. Và lát nữa chúng tôi mời quý vị đi một vòng để quan sát sinh hoạt Tết ở thành phố Richmond này. Mời quý vị theo chúng tôi.
Thưa quý khán giả của TV Tiếng Online, thưa quý vị, đây là ông dân biểu Adam Band. Ông là dân biểu của đơn vị Melbourne. Và cái đơn vị này, chúng tôi, văn phòng của TV Tiếng Sang nằm ở đơn vị của ông. Và hôm nay là cái ngày Tết của khu vực này, khu vực Richmond, và ông đến dự hội chợ Tết và chúng tôi có phần vâng ơn. Happy New Year, Happy New Year, Mr. Adam Band. Chúc mừng năm mới. Mr. Ben, is it ông Ben, có phải đây là lần đầu tiên hay tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên ông đến dự ngày hội này ở Richmond? Chúng tôi gọi đây là ngày hội năm mới âm lịch Việt Nam. Và ông nghĩ gì về thời tiết hôm nay? Ông nghĩ gì về cái không khí ở nơi đây? Vâng, tôi đã tham dự hội chợ Tết này nhiều lần. Tôi đến dự từ năm 2000 với tư cách là một dân biểu đại diện cho địa phương. Và trước đó, tôi thường đến đây thăm viếng vì đây là một ngày tuyệt vời và càng ngày càng hay hơn. Hãy nhìn xem kìa, hôm nay trời đẹp và dọc con đường Victoria có rất nhiều gian hàng. Đã có hàng ngàn người đến dự, mà đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Và tôi nghĩ, cho đến tối thì sẽ có cả hàng trăm ngàn người đến đây. Mỗi năm có đông người đến đây hơn. Đây là một trong những sự kiện lớn không chỉ cho những người dân sống ở Richmond hay cho cộng đồng Việt Nam, mà bây giờ còn cho tất cả mọi người sống ở Melbourne. Bạn đến đây bởi vì đó là cách vui hưởng một ngày. Và tôi nghĩ cộng đồng Việt Nam ở Melbourne và Richmond đã thực sự đưa tên tuổi của Melbourne lên bản đồ. Chào bà thị trưởng của thành phố Yarra City. Bà vừa được trở thành thị trưởng vào tháng 11 năm ngoái. Và trong thời gian bà làm thị trưởng lần trước và trong thời gian bà làm nghị viên của thành phố, bà luôn luôn đến dự hội chợ New Year Festival của cộng đồng Việt Nam ở đây. Chúng tôi sẽ phỏng vấn bà sau đây. Happy New Year, Mayor. As a mayor of City of Yarra, xin chúc mừng năm mới bà thị trưởng. Với tư cách là thị trưởng thành phố Yarra, bà nghĩ gì về cộng đồng chúng tôi trong thành phố Yarra? Cảm tưởng của bà hôm nay như thế nào? Ngày hội này là một trong những ngày hội lớn nhất và hay nhất ở tiểu bang Victoria. Đây là một cách tuyệt vời để mừng sự đa văn của thành phố Yarra. Sự hiện diện của người Việt, người Hoa tại Yarra thật sự rất, rất là quan trọng. Nó quan trọng về nhiều mặt, văn hóa, xã hội và kinh tế. Con đường tuyệt vời này sẽ không được như thế này nếu không có sự hiện diện của cộng đồng người Việt và người Hoa. Vì thế, đây là ngày mừng vui của con đường Victoria. Thưa quý vị, trong hội chợ Tết hôm nay, quý vị đang đứng ở trong cái lều này là cái lều để thi ăn phở, để coi người nào ăn nhanh nhất. Cái cuộc thi này do anh Nghi Tạ là người tổ chức, và người đang nói đó là anh Nhân, chủ nhân của Phở Dũng, là cái người bảo trợ. Thì có hai cuộc thi, thi buổi sáng và thi buổi chiều. Và một cái group vậy đó, họ chọn ra hai người ăn nhanh nhất. Và đến chiều, những cái người mà ăn nhanh nhất này sẽ thi vào khoảng 5 sau giờ, có thi với là cái nhóm thứ hai. Và cái người mà thành công, cái người mà đạt giải nhất, người đó sẽ được một cái giải thưởng là $1,000, được ăn một tô phở miễn phí và được $1,000. Thưa quý vị, đó là cái trò chơi của hội chợ năm nay ở tại thành phố Richmond này. Thưa quý vị, ở trong cái cuộc thi phở năm nay, anh Nghĩa Tà là người tổ chức cái cuộc thi phở, thi ăn phở này. Anh có thể nói một vài câu gì về cái cuộc thi này không? Dạ, dạ. Nó biết thôi mà. Cái năm này tôi tổ chức là gọi là Tết Factor. Tết Factor là cái chuyện gì mà nice or good about cái hội lớp mình ở nhà đó, coi như mà cho đến bài hay là hát ca múa múa gì mà mình học trong cái gì đó, mình share với gia đình của mình đó, thì tôi muốn làm bring that to the church, hội lớp mình. The main reason tôi muốn làm này là
view, xây cái cầu qua mấy cái cộng đồng khác, cultural bridge gap, là gì đó, nhiều người Tây, người cái họ other ethnic group, họ biết cộng đồng mình Việt là gì. Vì tôi nói họ, chị họ là, have you ever tried phở? Họ nói, what's phở? Thì thấy uống quá, phở ngon quá. Thì we try to involve người Tây vô, cộng đồng khác vô by going through their storm, going through their heart, through their storm. So năm này người ta tổ chức là phở, ăn phở. Yeah. Là trên mạng á, mình có hơn 70,000 inquiries, it's huge, 70,000 cái lận. Thì mình có nhận được là mình phải đóng khoảng 100 registration. Sau đó bữa nay đã có xong 100 cái nữa, và mình càng cope with it. So mình phải càng người mà bắt chở cho next year. Hopefully we can open up to 500 or more. Whenever God vibe is so and you can start it. Thưa quý vị, có lẽ năm nay là năm đầu tiên sinh viên Việt Nam du học từ Việt Nam đến đây tham gia sinh hoạt hội chợ Tết với cộng đồng Việt Nam, những người đã định cư ở đây 30-40 năm. Quý vị thấy họ rất là vui vẻ và rất tự nhiên. Tôi sẽ hỏi cảm tưởng của một vài sinh viên du học. Xin anh, tôi là báo Hồng Anh, là báo TV Trường Sa. Chúng tôi thấy sinh viên Việt Nam du học có tổ chức cái sạp thế này. Chúng tôi vào để phỏng vấn và xin anh cho biết đây là thứ nhất, đây là lần thứ mấy anh tổ chức ở đây, và thứ hai là cảm tưởng của anh trong cái ngày Tết anh sinh hoạt chung với cộng đồng người Việt Nam ở tiểu bang Victoria này và ở thành phố Melbourne này. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên mà cái group VNM, tức là cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Melbourne tổ chức ở đây ạ. Và bản thân của cháu á, thì là tổ chức rất là nhiều lần ở đây rồi, nhưng mà lần đầu tiên tổ chức cho cái group hội sinh viên. Nhưng mà cái cảm tưởng ở đây rất là vui. Và mỗi lần, nhất là ở Richmond này, thì mỗi lần có hội chợ Tết cực kỳ vui và cực kỳ đông. Thì cháu rất là thích. Và cháu tổ chức hôm nay, tổ chức cho mọi người, để cho mọi người có một nơi để vui chơi, để giải trí. Lúc mà tất nhiên là đối với các bạn du học sinh xa nhà. Dạ. Chúc các bạn sinh viên xa nhà có một cái Tết ở hải ngoại vui vẻ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú. Hello, chúc mừng năm mới. Chúc mừng ông năm mới, ông chủ quán Hà Long. Hà Long, là thưa quý vị, đây là anh Trí, là chủ của nhân của quán Hà Long ở trên đường Victoria Street ở vùng Richmond. Yeah. Anh là một người thành công, tương đối gọi là thành công. Và bởi vì quý vị có thấy không, mới buổi trưa thế này mà đã cũng có nhiều người vô ăn rồi, tối thế nào cũng chật. Chúc mừng anh năm mới và chúc mừng anh phát tài. Đã phát tài chưa? Phát tài chưa? Sáng giờ thì phát ra nhiều nhưng mà đợi lấy sẽ thu vào. Dạ. Và chiều chắc chắn là sẽ có nhiều người vô vào. Dạ, 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 rất là nhiều người. Hy vọng rằng là năm nay hội chợ thành công. Dạ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Công việc làm ăn phát tài. Cảm ơn. Chúc mừng chú luôn luôn khỏe mạnh. Vâng, rồi chúc cho cộng đồng. Chúc mừng năm mới và chúc phát tài nhé. Rồi chào anh. Hello, chào tất cả quý vị, chào tất cả quý vị của quán Thái Sườn. Sao? Chào năm mới, chúc buôn đất bán may. Đã có phát tài chưa? Chắc là phải phát tài. Sáng nay bán có nhiều không? Ngày lễ mà vẫn bán được là tốt lắm rồi. Thưa quý vị, đây là tiệm thịt Thái Sườn. Nằm ở giữa trung tâm của cái đường Victoria Street, là một tiệm thịt mà có rất nhiều người tới mua, và có lẽ là nhờ bán những cái thức tươi ngon, và có nhất là có cấu chủ là vui, khi nào cũng tươi hết. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Đây là cô Thủy, yeah, là chủ nhân của quán Thái Sườn, và đằng kia là ông Chiêu, là ông gì là ông chồng của cô chủ. Chúc năm mới làm ăn phát tài mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh năm mới cũng dồi dào sức khỏe. Dạ, và mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thưa quý vị, trong hội chợ Tết xuân đình dậu năm nay cũng như mọi năm, cộng đoàn Công giáo của nhà thờ Saint Nha Suốt, mà chúng tôi thường gọi là nhà thờ đá, có một cái tiệm bán thức ăn ở trên con đường này.
và quý vị có thể là bán barbecue, có thể đặt tên là Babana Senasio, 3 đồng rưỡi một cái. Cháu Nùng, khỏe không? Chào anh. Dạ chào anh. Dạ cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới anh. Năm mới từ sáng giờ bán được nhiều không? Dạ cũng rất nhiều. Vâng. Năm nào tôi cũng nghe là cộng đoàn của Senasio là lúc nào cũng mà buôn may bán đắt và luôn luôn thành công. Thì chúc anh và tất cả quý anh chị ở trong giáo xứ có một năm mới mạnh khỏe. Và quan trọng ngày hôm nay bán được nhiều hơn nữa, từ đây cho đến chiều bán thật nhiều. Dạ cảm ơn anh và cũng kính chúc quý đài luôn được mạnh khỏe và năm mới vạn sự như ý. Vâng, cảm ơn anh. Rồi, xin chào các anh chị nha. Và bên cạnh cái sạp của bán barbecue thì có cái trò chơi của các thiếu nhi của Saint John phải không ạ? À, Saint John. Sao? How are you? Good, thank you. Có vui không? Dạ, rất là vui. Hôm nay rất là vui. Nó nóng chút mà cũng vui lắm. Bán được nhiều chưa? Dạ, khá. Dạ, khá nhiều. Dạ. Đây là cái thiếu nhi phải không? Dạ, thiếu nhi Saint John. Dạ, chúng con đang hiện tại ở nhà thờ đá ở St. Ignatius, ở Richmond. Dạ. Nhưng mà vẫn còn giữ lại cái tên của nhà thờ St. John ngày xưa phải không? Dạ đúng rồi bác. Dạ. Thôi chúc tất cả các em nhé, các cháu có một ngày vui và tổ chức hội tham gia cái hội chợ thành công. Cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn.